Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là hay mà chắc chắn các bạn nào đam mê ca hát và muốn giọng hát của mình hay hơn, độc đáo hơn, khác biệt hơn thì các bạn sẽ quan tâm. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề làm sao để có được một chất giọng đặc biệt. Giọng hát đặc biệt nó là một yếu tố rất là quan trọng trong việc ca hát. Điều này không chỉ riêng tôi nói mà rất là nhiều người nói, và chính bản thân các bạn cũng tự có đôi khi các bạn cũng đã nói với bản thân mình là phải giọng mình phải đặc biệt hơn, giọng mình phải có cái gì đó lạ hơn, giọng mình phải hay hơn, ví dụ như vậy đó. Thì giọng hát đặc biệt là giọng hát rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nhưng may mắn á, là thật sự là trong mỗi con người chúng ta thì đều có những cái giọng đặc biệt riêng. Tôi cam đoan như vậy, tôi chắc chắn một điều là 100% nó là như vậy. Là giọng, dù các bạn có giống giọng, có nhái giọng người ta cỡ nào đi nữa, nhái giọng những ca sĩ nổi tiếng cỡ nào đi nữa, thì giọng của các bạn cũng sẽ không thể nào giống được 100%. Giọng của bạn cũng phải có một cái khác biệt, cái riêng nào đó. Đúng không? Chính xác với tôi là như vậy, không thể nào giống được 100% đâu. Tin tôi đi, tôi thề đấy. Ok. Rồi, có những điều mà thật sự là, nhưng điều dẫn đến sự thành công của một giọng ca đó là sự nỗ lực và thời điểm chín mùi. Chỗ mình ghi cái kịch bản mà mình không hiểu luôn á, mình không hiểu cái gì luôn á. Khổ thiệt, thông cảm nha các bạn. Mình soạn kịch bản theo kinh nghiệm với lại theo feel á, cái độ feel của mình, nên đâm ra mình cũng không biết mình ghi cái gì. Thì bây giờ là mình sẽ nói tới cái việc gọi là một giọng hát đặc biệt là một điều rất là hay, đúng không? Một giọng hát rất là hay, nhưng mà một giọng hát thành công nó là khác. Một giọng hát thành công ngoài sự đặc biệt ra thì nó còn có sự nỗ lực và cái thời điểm chín mùi nữa. Thời điểm chín mùi, nỗ lực và thời điểm chín mùi này mình nói sơ sơ qua chút để các bạn có thể hình dung được là giọng hát đặc biệt rất là quan trọng, rất là quan trọng, nhưng mà giọng hát đặc biệt chưa chắc quyết định được sự thành công trong giọng hát của mỗi người, nhất là các bạn ca sĩ. Chưa chắc quyết định được sự thành công. Có thể giọng hát đặc biệt của bạn nôm na có thể là một giọng hát hay luôn, nhưng thiếu hai yếu tố này thì các bạn vẫn chưa thành công, chưa thành công trong việc ca hát của mình. Thứ nhất đó là yếu tố quyết định luôn, yếu tố quan trọng nhất luôn, quan trọng nhất là quyết định đó. Quyết định nó gọi là quan trọng nhất trong các loại quan trọng, thì nó có một cái gọi là quan trọng nhất, yếu tố quyết định đó. Không có thành công nào mà không có sự nỗ lực quyết liệt trước đó. Không có thành công nào mà không có sự nỗ lực quyết liệt ở trước đó. Ha, bây giờ sự nỗ lực rất là quan trọng. Nỗ lực ở đây đó là những cái vấn đề giống như khi mà đam mê ca hát thì mình phải nỗ lực rèn luyện bản thân mình rất là nhiều thứ. Mình trau dồi rất là nhiều thứ, mình làm việc cực lực luôn để mình tạo nên, để mình theo đuổi cái ước mơ của mình tạo nên sự thành công. Ha, ở yếu tố thứ hai là yếu tố quan trọng. Quan trọng thôi chứ chưa không phải là quan trọng nhất. Thì cái này gọi là thời điểm chín mùi. Thời điểm chín mùi nó cũng khá là quan trọng đó. Cái mà người trong nghề người ta hay gọi là may mắn á, gọi thời điểm may mắn á, người này có may mắn hơn người kia hay không á. Quan trọng là mỗi người có một cái thời điểm chín mùi nó khác nhau. Cũng tùy theo thời điểm chín mùi. Ông bà ta thường hay gọi là dục tốc bất đạt, đúng không? Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, rồi thời điểm chín mùi, rồi thời điểm chín mùi tới thì nó sẽ tới thôi. Mình đang nói sơ về cái việc gọi là giọng hát đặc biệt nó chưa chắc là tạo nên thành công trong giọng hát của mình. Nên các bạn đừng có gọi là quá quan tâm về giọng hát đặc biệt. Và tôi cam đoan với bạn, nhắc lại một lần nữa là mỗi người chúng ta đều có những chất giọng khác nhau và không thể nào giống nhau được. Tôi nói là không thể luôn, chắc chắn 100% điều đó không thể nào giống nhau.
Nên nên bạn đừng có quá quan tâm là bạn sẽ tìm ra một cái giọng hát đặc biệt nào đó mà chính giọng hát của bạn là đặc biệt nhất. Ok, tiếp theo. Vô luôn. Nói về giọng hát đặc biệt. Và bây giờ tiếp theo ha, là nói về cái giọng hát đặc biệt á, thì chúng ta đều có sự khác biệt trong giọng hát, đúng không? Nhưng mà khác nhau ở cái chỗ là xuất phát điểm, mục tiêu và sự nỗ lực của mỗi người là khác nhau, đúng không? Xuất phát điểm, mục tiêu và nỗ lực của mỗi người là khác nhau, đúng. Mỗi người sẽ có một cách vận hành trong cái mục tiêu, cái ước mơ cái của mình nó khác nhau. Và xuất phát điểm của mình, cái giọng hát của mình nó hay hay nó chưa hay thì nó cũng sẽ khác nhau, đúng không? À, để giọng hát đặc biệt và thành công thì ngoài sự đặc biệt ra còn phải trau dồi hơn nữa, trau dồi thêm nữa những kỹ năng khác, kỹ năng thanh nhạc, rồi kỹ năng ngoài thanh nhạc, rồi vân vân, để các bạn có thể cảm thụ âm nhạc tốt hơn, hoặc là các bạn dần dần hoàn thiện cái kỹ năng ca hát riêng của mình. À, bắt buộc các bạn có được một cái giọng đặc biệt, nhưng mà các bạn không có chăm chút cho nó, các bạn không rèn luyện, các bạn không trau dồi, trau chuốt nó. Viên ngọc thì lúc nào sinh ra nó nằm trong đá như thế này nè. Nó nằm trong đá như thế này, bên ngoài cũng chả ai biết là nó óng ánh, nó ngọc ngà như thế nào đâu. Có loại thì trong cục đá nó rất là cứng, khó mài dũa. À, có thể là một viên ngọc rất là to nhưng mà mài hồi nó còn lại có chút xíu thôi, nhưng mà nó cực kỳ giá trị. Còn có viên ngọc nó chỉ cần dũa nhẹ cái là nó đã bóng sẵn rồi. Dũa nhẹ nó sẽ bóng, nó đã đẹp sẵn rồi. Thì mỗi cái viên ngọc nó có những cái cách mài dũa, bắt nhưng bắt buộc khi mà những viên ngọc có viên ngọc trong đá thì bắt buộc chúng ta phải mài dũa thì nó mới có giá trị tất cả mọi thứ, kể cả chất giọng của chúng ta. Nếu muốn nó thành công, nếu muốn nó có giá trị và nếu muốn nó hay hơn thì chúng ta phải mài dũa nó bằng việc là tập luyện ca hát nè, rồi trau dồi rất rất là nhiều, và bằng sự đam mê, sự nỗ lực rất là nhiều, chứ không chỉ là đơn giản là có chất giọng đặc biệt là được. Bởi vì chúng ta đã có chất giọng đặc biệt rồi. Ok, nhắc lại nãy giờ là lần thứ 3 rồi đó. Ok. Rồi cho nên á thì các bạn phải tin tôi, và ai cũng có chất giọng đặc biệt hết. Nhưng mà để trở thành một ca sĩ hoặc là một cái người mà được khen là giọng hát của bạn là hay, giọng hát của bạn đặc biệt á, thì các bạn phải tập luyện giọng ca của mình mỗi ngày. Ok nha. Chứ đừng có ỷ lại là đôi khi là giọng của mình đã đặc biệt rồi thì chúng mình không có tập luyện, không có viên ngọc nào mà khi mà mới đem về là giá trị nó thật sự. Đã thấy là nhiều khi mình còn không biết được giá trị của nó, phải đưa tới những cái chuyên gia người ta kiểm nghiệm. Người ta kiểm nghiệm, người ta đánh giá cái viên ngọc đó xong rồi chỉ có chuyên gia người ta mới hiểu thôi, người bình thường không hiểu đâu. Rồi sau đó người ta chuyên gia, người ta thấy được cái tiềm năng đó, người ta lấy về, bắt đầu người ta mài dũa, người ta đánh bóng và tạo nó thành một viên ngọc có giá trị vô giá. Thì cái đó là do mình ha, do sự nỗ lực của mình rất nhiều và do quyết tâm, xuất phát điểm, mục đích và sự nỗ lực. Còn ngoài ra thì tôi cam đoan với các bạn là mỗi người đều có một giọng hát đặc biệt riêng ha. Vì vậy muốn mài dũa, muốn rèn luyện, muốn nỗ lực một giọng hát hay thì phải lập tức đăng ký kênh của tôi, đăng ký liền ngay lập tức, để rồi xem những cái video tiếp theo hướng dẫn. Tôi chia sẻ nhiều video hay lắm và các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ không ít gì cũng nhiều, các bạn cũng sẽ có một mớ vốn bỏ trong người để các bạn có thể tập luyện và tự phát triển bản thân. Vậy thì tại sao lại không đăng ký và ngay lập tức chia sẻ video này? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo.